Sáng ngày 21 tháng 4, tại Hà Nội, VietinBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự đại hội có ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Cục trưởng Cục An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư, Bộ Công an và đại diện Thanh tra Chính phủ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Về phía VietinBank có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt các khối, phòng, ban, đơn vị, chi nhánh trong hệ thống VietinBank và đông đảo cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Năm 2017, VietinBank tiếp tục tăng trưởng bứt phá, duy trì vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, vốn chủ sở hữu và khả năng sinh lời. Quy mô tổng tài sản hợp nhất của VietinBank tính đến hết năm 2017 đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2016 và đạt được 101,2% kế hoạch đại đồng cổ đông năm 2017. Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 9.206 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động tăng 16,2%, dư nợ tín dụng tăng 18% so với 2016. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng được kiểm soát ở mức thấp, chiếm 1,13% trên tổng dư nợ. Các chỉ số ROA, ROE đạt tương ứng là 0,9% và 12,02%. Năm 2018, VietinBank đặt ra các mục tiêu tài chính cơ bản như tổng tài sản tăng từ 10 đến 12% so với năm 2017, dư nợ tín dụng tăng 14%, tổng nguồn vốn huy động tăng từ 10 đến 14% so với năm 2017. Các tỷ lệ đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ năm 2017, định hướng năm 2018, cũng như các báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát và nhiều nội dung quan trọng với các mục tiêu lớn. Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Yotaro Agari, thông qua việc bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Hideaki Takase, thành viên Ban điều hành kiêm giám đốc của kế hoạch toàn cầu Ngân hàng MUFG. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.